đến từ núi rừng Tây Nguyên mát mẻ trong lành. Chú hạt rừng từ lâu đã là đặc sản được khá nhiều người săn lùng, đặc biệt là cánh mày râu. Chú hạt rừng có giá trị y học rất cao hiện nay. Tất cả các bộ phận của chú hạt rừng, đặc biệt là hạt, đều có tác dụng trong việc điều trị bệnh. Chú hạt rừng rất có lợi cho sức khỏe, nó đã và đang được đông y ứng dụng rất nhiều trong các bài thuốc. Chú hạt rừng hỗ trợ điều trị sỏi thận, sỏi bàng quang, giảm đau lưng mỏi gối, chân tay nhức mỏi thấp khớp, hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày và chữa bệnh gút. Ngoài một số công dụng chính của hạt chuối hột thì những bộ phận còn lại của chuối hột như vỏ chuối, thân chuối, hoa chuối hay cả khi chuối còn xanh cũng có tác dụng rất tốt. Hoa chuối giúp tăng cường cung cấp chất xơ, giúp điều trị táo bón, nhuận tràng hiệu quả. Củ chuối có tác dụng trong việc giải cảm nắng, sốt cao kèm mê sảng bằng cách giã nát, bắt lấy nước uống. Củ chuối còn hỗ trợ điều trị chứng tiết lị kèm máu. Chuối hột còn xanh thì cắt đôi, lấy nhiều môi lên vùng da bị hắc lào, làm mỗi ngày cho đến khi hết triệu chứng. Một trong những món vàng được ưu chuộng của chuối hột rừng chính là rượu chuối hột. Đến với thảo dược Thanh Bình, bạn không cần phải băn khoăn về chất lượng, vì chúng tôi tự hào địa chỉ bán chuối hột rừng và rượu chuối hột tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín chất lượng. Ngoài sản phẩm chuối hột rừng, chúng tôi còn có sẵn các loại bình ngâm rượu với đa dạng kích cỡ, sẵn sàng chiều lòng với lựa chọn của người tiêu dùng. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhấn nút like và share ngay bên dưới màn hình nhé.